Ten Hag có thể bị sa thải khi Man U đổi chủ. Cựu cầu thủ Paul Parker đã có những nhận định về tương lai mù mịt của huấn luyện viên Ten Hag. Mới đây, nhà Glazers tuyên bố bán đi Man U với mức giá ngồi vào bàn đàm phán là 5 tỷ bảng và họ kỳ vọng có được 9 tỷ bảng từ việc bán đi. Đội chủ sân Ochanford Bàn về vấn đề, cựu cầu thủ Paul Parker nói rằng chủ sở hữu mới hoàn toàn có thể sa thải huấn luyện viên Eric Ten Hag. Thời gian của nhà Glazer ở Man United thực sự rất kịch tính. Không ai nhận ra rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ như thế nào khi Sir Alex Ferguson rời đi. Nhà Glazer thực sự là một cơn ác mộng sống, đặc biệt là sau khi Robin Van Persie và Sir Alex Ferguson rời khỏi câu lạc bộ. Điều tôi lo lắng nhất là những ông chủ mới có thể muốn mang về huấn luyện viên của riêng mình và nếu điều đó xảy ra, Man United phải bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên, kiến cảnh Ten Hag bị sa thải ngay lập tức sau khi Man U đổi chủ sẽ rất khó có khả năng xảy ra. Trong quá khứ, khi tiếp quản lại quỷ đỏ nhà Glazer cũng chưa từng có ý định chạm sơ alex để mang về một vị thuyền trưởng khác